bạn, em mình xin mến chào các bạn trở lại kênh của em mình Quỳnh nha. Hôm nay là cô khách này sơn màu cam nè các bạn. Bây giờ vẽ cái mẫu Halloween nha, mình sẽ bắt đầu mình vẽ từ đây. Cô này cô có cái mẫu cô đem lại cho em mình. Rồi nè, em mình vẽ cái mẫu của cổ nha. Rồi cái mạng nhện nhỏ nhỏ thôi nha các bạn. Rồi đây một cái nữa. Rồi giờ bắt đầu trên đây, góc trên đây em mày vẽ mạng nhện đây đó, mình chia ra mình vẽ những cái đường này trước. Rồi sau đó mình vẽ những cái đường cong nối liền với nhau nha. Rồi mình sẽ đi cho ba đường nha. Rồi bên đây nữa cái nữa một lần nữa. Rồi sau đó là có những cái đường gạch màu đen về mẫu của cổ đem lại ha, mình cố gắng mình vẽ cho giống nha. Rồi sau đó trong đây có những cái chấm màu đen, một hai chấm đưa thưa đó các bạn. Mẫu của cô khách bắt buộc mình phải vẽ giống giống mẫu của mấy cổ đem lại đó. Rồi bây giờ lại mình xong hai ngón này nha, nhưng mà chưa xong còn vẽ nữa các bạn, chỉ xong tạm thời thôi. Rồi xong hai cái mạng nhện, rồi qua đây mình vẽ hai cái mạng nhện tiếp bên đây. Mạng nhện là vẽ ở góc nha các bạn. Rồi mình chia ra vậy luôn. Rồi sau đó mình mới vẽ những cái đường vòng. Cô khách này có ngồi mà có nhúng nhích nè. Sao vậy luôn. Rồi qua đây để mình vẽ bằng nhện bên đây nha. Rồi. Thì mình cứ gạch những cái sọc, bắt đầu mình bắt cái đường viền, tại vì mình vẽ bằng nhện nhỏ đó các bạn, mình bắt chừng 3 lần đường viền này là ok rồi, tại vì mình còn chừa diện tích để mình vẽ những cái khác nữa. Rồi rồi bây giờ mình cũng chấm một hai chấm nha. Rồi xong cái phần này, tiếp theo là mình sẽ dùng cái màu cam này nè các bạn, dùng cái màu cam này để vẽ cái trái nó tròn tròn mà nó không giống trái bí các bạn ơi. Cái mẫu của cổ y như trái cam vậy đó. Giờ mình cũng vẽ nó tương tự vậy luôn nha, chứ không phải vẽ trái bí đâu. Nó tròn tròn vậy mà nó cũng cũng có cái cuốn màu đen như trái bí vậy đó, mà không phải trái bí. Bây giờ mình cho hơi nha. Rồi qua bên đây cũng vậy. Mình vẽ thêm cái cuốn màu đen nữa. Rồi can you do for me a little bit please? Mình vẽ sắp xong mà cái tay kia cũng cứ
thập ra thập vô. Rồi, đó là xong. Tại vì màu treo nha các bạn. Bây giờ mình cho hơi qua bên đây. Rồi bây giờ mình sẽ dùng tới cái chút tí xíu màu đen và cái cuốn nữa. Rồi, cái mẫu nó như vậy, rất là đơn giản luôn. Rồi cái cuốn nó cũng to, cuốn thì cuốn đen thôi chứ không có lá cái gì nha các bạn. Rồi qua đây mình cũng nghĩa cái cuốn tí xíu đây nè, cuốn tao đùng vậy chứ còn không có lá luôn. Rồi ô còn lấy sót nữa hả, trời ơi còn sót một trái nhỏ không có cái cuốn nữa. Rồi bây giờ mình cho hơi đây. Rồi giờ cái mẫu nó còn một tí xíu màu trắng nữa ha, bây giờ mình sẽ bỏ vô tí xíu màu trắng nữa. Rồi em mày thấy là một hai gạch màu trắng. Ây dạ. Rồi bây giờ em mày sẽ gạch một hai gạch màu trắng. Vậy là mình đã xong cái bộ nail của khách này ngày hôm nay đó các bạn. Rồi đây bốn ngón giả nè đó, các bạn thấy cái mẫu giả Halloween rất là đơn giản luôn, bốn ngón giả nha. Rồi mình sơn cái màu natural mình giả, mình dùng cái màu cam của cổ để mình giả luôn, tại vì cái mẫu của cổ như vậy thì mình giả ra vậy các bạn. Mình nói nó giống giống trái cam này chứ không giống trái bí là nó vậy đó. Nếu trái bí thì mình phải giả cái màu khác nó đẹp hơn, cái màu pumpkin nó đẹp hơn, còn cổ này màu cam vợt nha. Bây giờ cái bước sau cùng em mày bỏ nước bóng nè. Sau khi bỏ nước bóng lại em mày đã hoàn thành xong cái bộ mới của khách là ngày hôm nay nha các bạn, với bốn ngón giả. Sẵn đây em mày cũng xin chia sẻ với các bạn luôn, em mày có một cái kênh mới với cái tên là Em Mày Quỳnh Cuộc Sống Mỹ đó các bạn. Các bạn yêu mến em mày thì các bạn vô cái kênh mới nha, nhấn nút đăng ký kênh nè để ủng hộ em mày, và nhấn chuông luôn nha các bạn để không có bỏ lỡ những cái video mới của Amy nha. Bây giờ Amy xin chào tất cả các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Thân ái chào các bạn.